Xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang trực tiếp từ thành phố San Jose, miền Bắc California, miền Tây Hoa Kỳ, chiều ngày Chủ nhật 13 tây tháng 12 2020, và bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, trời đang chuyển mưa quý vị, và nhiệt độ bây giờ khoảng 10 độ C, lạnh. Rồi mời quý vị cập nhật tình hình ở San Jose theo Hải của mình nha. Thì mấy bữa nay ở San Jose đi đến đâu cũng nghe người ta bàn về đám ma của nghệ sĩ hài Chí Tài, và ở bên đây thì vẫn coi clip được từ Sài Gòn, Việt Nam, ở nhà tang lễ quốc gia Bộ Quốc phòng, thì thấy bà con, những người hâm mộ Chí Tài tham dự rất là đông đảo, và buổi lễ rất là trịnh trọng, và rất nhiều nghệ sĩ đến viếng trong lòng thương tiếc vô hạn. Thì hiện nay theo đài ở Hoa Kỳ thì máy bay đã đáp xuống thành phố Los Angeles, là LA ở miền Nam Cali quý vị. Từ chỗ San Jose chạy xuống khoảng 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Và hôm nay là do dịch cúm nên là hãy không có dám đi xuống dưới quay. Với lại ở bên Mỹ thì không có cho đi lại viếng lễ tang thoải mái như ở Việt Nam, vì đang còn dịch bệnh nên là rất tiếc hãy không có đi xuống quay được. Thì hiện nay ở phía Nam Cali, thành phố Los Angeles, khu cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đông nhất quý vị. Người ta cũng thương tiếc cho nghệ sĩ Chí Tài. Thì theo thông báo thì khoảng Chủ nhật tuần sau, Chủ nhật tới là quý vị, là sẽ làm lễ viếng, rồi buổi chiều cùng ngày sẽ đem đi hỏa táng. Thì Cali là một cái bang rất là rộng, nó lớn hơn nước Việt Nam quý vị. Và San Jose thì ở phía Bắc, còn Los Angeles thì nằm ở phía Nam và dọc theo bờ biển Tây Thái Bình Dương. Rồi mọi vị nghỉ giải lao nha.